ngày 23 tháng 7 tại Quỹ ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyền ở phố ra quân chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2022. Ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực quỹ, quỹ ở phố đến dự và phát biểu chỉ đạo. Với chủ đề 20 năm dấu ấn tình nguyện tuổi trẻ An Phú, chiến dịch mùa hè tình nguyện của Yên Phú tập trung thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong 2.000 cây xanh, các hai căn nhà nhân ái cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, vận động đoàn viên thanh niên đề xuất 900 ý tưởng sáng kiến tư vấn hướng nghiệp cho 250 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, giới thiệu việc làm cho 150 thanh niên, phấn đấu 100% xã thị trấn, thành lập đội hình chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân, kết nạp ít nhất 200 đoàn viên mới, giới thiệu ít nhất 20 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp ít nhất 3 đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú phát động chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2022 và Lâm Thiện Ngọc Dào, bí thư đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quỹ ở Phú nhấn mạnh, chiến dịch mùa hè tình nguyện là hình ảnh đẹp của tuổi trẻ, là việc làm thiết thực với nhiều công trình phần việc ý nghĩa, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Vì thế, mọi cán bộ đoàn viên, hội viên, thanh niên nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích tình nguyện trong mọi hoạt động, xây dựng hình ảnh đoàn viên thanh niên Việt Nam trong thời đại mới. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Quỹ Quỹ An Phú Phùng Minh Tân ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đoàn viên thanh niên quyện nhà đạt được trong thời gian qua. Đồng thời để tổ chức chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2022 đạt hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Quỹ Quỹ An Phú nhấn mạnh, cán bộ đoàn viên thanh niên quyện nhà tiếp tục nêu cao tinh thần xung kích, tiên phong của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng chú trọng tổ chức thiết thực các công trình phòng việc phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng và thực tiễn của từng địa phương để mạnh tuyên truyền lịch sử truyền thống của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên ngày càng sâu rộng. Sau lễ ra quân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quyện An Phú đã trao tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Lộc. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng trao một căn nhà nhân ái cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Phối hợp với câu lạc bộ y bác sĩ trẻ tình nguyện Quyện Phú, tổ chức tư vấn, khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, với tổng kinh phí thực hiện trên 55 triệu đồng.